Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 29 tháng 6, chúng tôi chuyển tải đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương sau kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Huyện Xuyên Mộc nỗ lực phòng tránh đuối nước cho trẻ em. Nông dân trồng nhãn xuồng Lộc An, huyện Đất Đỏ tất bật vào vụ thu hoạch. Mở đầu là những thông tin ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc với gần 200 cử tri huyện Xuyên Mộc. Tại hội nghị tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri qua những lần tiếp xúc trước, đồng thời tiếp tục ghi nhận kiến nghị phản ánh của cử tri. Cử tri huyện Xuyên Mộc phản ánh với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ngoài ra, cử tri kiến nghị một số nội dung liên quan đến quy hoạch đất đai, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận các ý kiến cử tri để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Riêng ý kiến liên quan đến thuốc bảo hiểm y tế, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội yêu cầu Sở Y tế sớm kiểm tra, khắc phục để chăm sóc sức khỏe cho dân tốt hơn. Ủy ban Nhân dân huyện, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Xuyên Mộc ước thực hiện 93,5% kế hoạch năm. Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội ước thực hiện 26,8%. Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp ước thực hiện trên 26%. Toàn huyện có 53.602 người dân tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, đạt tỷ lệ 37,6% dân số. So với năm 2022, tăng 3.571 người. Về bảo hiểm y tế học sinh, năm học 2022-2023, toàn huyện 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. 6 tháng cuối năm 2023, huyện Xuyên Mộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2023. Những năm qua, Công an huyện Xuyên Mộc cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên, các xã thị trấn đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, không ngừng xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là mô hình camera an ninh, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Để xây dựng mô hình camera an ninh, huyện Xuyên Mộc đã đầu tư kinh phí lắp đặt 29 cụm với 95 camera tại các vị trí trọng điểm về an ninh trật tự, đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, vận động nhân dân trên địa bàn đóng góp kinh phí lắp đặt hơn 150 cụm với hơn 350 camera. Hàng năm, huyện và các xã, thị trấn đều trích kinh phí để bảo trì, nâng cấp hệ thống camera an ninh nhằm phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Trong đó, năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện cấp hơn 93 triệu đồng bảo trì, bảo dưỡng hệ thống camera an ninh do huyện lắp đặt. Ngoài ra còn vận động nhân dân trên địa bàn đóng góp ủng hộ. Thưa quý vị, trong số tai nạn thường xảy ra với trẻ em, đuối nước rất phổ biến. Do đó, phòng tránh đuối nước cho trẻ em đã và đang được huyện Xuyên Mộc triển khai bằng nhiều giải pháp. Huyện Xuyên Mộc giáp biển 32 km, gần 70% dân số sống ven biển. Trên địa bàn có hàng trăm ao hồ sông suối lớn nhỏ. Tuy vậy, tỷ lệ cư dân địa phương biết bơi rất thấp, càng thấp với trẻ em, với tỷ lệ chưa đầy 5% trước năm 2020. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn ở những công trình xây dựng, tạo ra vùng trũng, đào ao giếng, lấy nước sản xuất trong một bộ phận dân cư lẫn chủ đầu tư còn thấp. Nhiều khu vực có sông suối hồ đập chưa có rào chắn, cảnh báo đúng mức. Nguy cơ tai nạn đuối nước trên địa bàn vì vậy rất cao.
Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh Xã hội, từ năm 2022 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 19 vụ trẻ em bị đuối nước, 25 trường hợp trẻ tử vong, thì huyện Xuyên Mộc chiếm đến 1/3 với 6 vụ, 11 trẻ tử vong. Trước thực trạng này, năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030. Đến năm 2022, huyện tiếp tục ban hành chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước giai đoạn 2022-2030. Kế hoạch chương trình phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em, trong đó có đuối nước của Ủy ban Nhân dân huyện được cụ thể hóa theo từng cơ quan, đoàn thể địa phương gắn với trách nhiệm người đứng đầu, đặc biệt tại các địa phương nguy cơ cao có trẻ em tử vong vì tai nạn đuối nước. Từ năm 2022 đến nay, bên cạnh nguồn ngân sách tỉnh bố trí hàng năm khoảng 200 triệu đồng cho chương trình phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em, huyện Xuyên Mộc còn kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay phổ cập bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ với gần 100 triệu đồng. Qua rà soát, các phòng ban, xã, thị trấn, huyện Xuyên Mộc đã cắm 29 biển cảnh báo với đủ thông tin về độ sâu, số vụ đuối nước xảy ra, số người chết, điện thoại đường dây nóng để liên hệ. Tôi đã phối hợp cùng với trung tâm cũng như trạm đã gắn các biển báo. Và sau này thì còn sẽ cùng phối hợp và đề nghị trung tâm gắn thêm về các cái hệ thống camera giám sát để tăng cường cái vấn đề mà quản lý và giảm cái tai nạn thương tích đuối nước ở trẻ em. Truyền thông nâng cao hiểu biết về phòng tránh tai nạn đuối nước trẻ em được Phòng Văn hóa Thông tin, Mặt trận các cấp, Đoàn thể huyện Xuyên Mộc thường xuyên triển khai bằng nhiều hình thức, qua loa truyền thanh, các nhóm Zalo, các buổi họp dân cư, tổ chức diễn đàn lắng nghe trẻ em nói, tạo các sân chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Xã Tân Lâm có 3 con sông suối và hàng trăm ao hồ tự tạo để lấy nước sản xuất nông nghiệp. Ngoài việc cắm biển cảnh báo đuối nước xung quanh các ao hồ sông suối, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã, cán bộ chuyên trách và cộng tác viên trẻ em địa phương đến tận gia đình tuyên truyền, vận động, làm thêm rào chắn quanh khu vực có nước sâu. Các hộ dân cũng đã ký cam kết quan tâm ngăn chặn trẻ em tụ tập bơi lội. Xã cũng dùng tất cả các biện pháp tuyên truyền cũng như tất cả các văn bản chỉ đạo như công tác tuyên truyền đến các cả hệ thống chính trị cũng như người dân trên địa bàn ấp về như các bài tuyên truyền trên hệ thống loa đài truyền thanh phát sóng hàng ngày cũng giống như là tuyên truyền cũng như là trên trang fanpage của xã như Tân Lâm Vững Bước rồi các mạng Zalo cũng nhóm để tuyên truyền đến công tác phòng chống tai nạn thương tích cũng như phòng chống đuối nước ở trẻ em. Tại xã Hòa Bình, tuyên truyền phòng tránh đuối nước trẻ em được đẩy mạnh trên các trang mạng xã hội. Địa phương thành lập trang Facebook Hòa Bình Ngày Mới cùng các nhóm Zalo kết nối từ các hội đoàn thể đến hội viên, từng gia đình. Những thông tin về tai nạn đuối nước, giải pháp phòng tránh, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp đuối nước được chuyển tải sâu rộng. Và tất cả các văn bản thì được chuyển đến cho các chi hội, rồi chi hội mỗi chi hội có nhiều tổ. Rồi coi như là mỗi tổ là có nhiều thành viên ở các hộ gia đình. Cho nên khi tôi chuyển đi thì giống như một cái cấp văn bản được chuyển đến cái cấp số nhân. Chuyển đi thì tất cả từ các chi hội, rồi xuống các tổ, rồi mỗi tổ có nhiều thành viên trên cái group Zalo nhờ cái mạng xã hội đó. Cho nên rất là nhanh và kịp thời. Mời tất cả các em thiếu nhi lên để là dự lễ khai mạc và đó lồng ghép vào cái chương trình chống đuối nước cho các em và tuyên truyền cho các em, dặn dò các em trong cái công tác phòng chống đuối nước. Và cách thứ hai nữa là địa phương soạn ra những cái bài tuyên truyền để gửi qua cái mô hình là địa phương có mô hình Zalo kết nối tới người dân thì gửi qua cái group đó để kết nối cho từng hộ dân biết là trong công tác phòng chống đuối nước của địa phương và trên địa bàn mình là xảy ra hoặc là không xảy ra những vụ thế nào, tiếp tục mình duy trì tốt. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay trong gần 38.000 trẻ em dưới 16 tuổi, Xuyên Mộc có khoảng 20% trẻ biết bơi, tăng 15% so với cuối năm 2020. Tuy nhiên, nỗ lực của các cấp chính quyền, ngành chức năng, đoàn thể địa phương trong phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ thôi là chưa đủ. Chính sự quan tâm, giám sát của gia đình mới là yếu tố quyết định đến an toàn của trẻ. Chuyển sang ghi nhận từ huyện Long Điền. Thưa quý vị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc với gần 300 cử tri huyện Long Điền, qua đó ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh của cử tri.
Tiếp xúc với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri huyện Long Điền đề nghị Quốc hội giám sát các vụ án tồn đọng chưa giải quyết, đồng thời các cơ quan an ninh mạng xử lý nghiêm những tài khoản mạng xã hội xuyên tạc các vụ án gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cử tri cũng đề nghị ngành chức năng sớm hoàn thiện hạ tầng một số tuyến giao thông tại xã Phước Hưng. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa phối hợp với Đoàn Thanh niên phường vừa tổ chức chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà tặng vì một môi trường không rác thải nhựa. Đoàn viên thanh niên và hội viên Hội Phụ nữ phường Phước Hiệp đến với chương trình sẽ đổi rác thải nhựa có thể tái chế được để nhận một phần quà là các nhu yếu phẩm, bánh kẹo. Kết quả, chương trình đã thu được hơn 250kg rác thải tái chế. Số rác thải này sẽ được phân loại, bán lấy tiền gây quỹ tặng quà, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên kèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà tặng không chỉ góp phần làm thay đổi nhận thức của đoàn viên, hội viên, phụ nữ, mà còn tạo nguồn cảm hứng, lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế rác thải đúng quy định. Đoàn kiểm tra thực hiện cải cách hành chính nhà nước và phòng chống tham nhũng thành phố Bà Rịa vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Long Toàn về công tác cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng năm 2023 trên địa bàn phường. Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính của phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa đã hoàn thành 32 trên 48 tiêu chí, đạt 66,6% kế hoạch đề ra. Phường đã triển khai nhân rộng, áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính như mô hình ngày thứ bảy lắng nghe chân đói, ngày thứ năm không chờ. Phường đã tiếp nhận 610 trên 612 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3, 4, đạt 99,67%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hẹn đạt 100%. Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng thành phố Bà Rịa đề nghị phường Long Toàn tiếp tục duy trì, phát huy kết quả đạt được, đồng thời nhanh chóng khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Bây giờ là những ghi nhận tại huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, để có căn cứ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và địa phương tiếp tục khảo sát các hộ nghèo, cận nghèo, dự kiến hỗ trợ nhà đại đoàn kết tại huyện Đất Đỏ. Đoàn công tác của tỉnh đã khảo sát, thẩm định 7 trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà tại huyện Đất Đỏ. Tại mỗi gia đình, các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn của các hộ, đồng thời động viên các gia đình tích cực tham gia sản xuất, phát triển kinh tế. Sau khi khảo sát, thẩm định, đoàn thống nhất quyết định hỗ trợ xây mới 2 căn nhà với mức hỗ trợ 80 triệu đồng một căn và sửa chữa 4 căn, mức hỗ trợ 30 triệu đồng một căn. Tiền hỗ trợ được trích từ nguồn quỹ vì người nghèo tỉnh. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ vừa tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và khai mạc lớp phổ cập bơi miễn phí cho trẻ em năm 2023 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện. Trên địa bàn huyện Đất Đỏ có gần 18 km bờ biển và nhiều sông, suối, ao hồ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước. Tại lễ phát động toàn dân luyện tập môn bơi, phòng chống đuối nước, lãnh đạo huyện đề nghị các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc phát triển phong trào dạy bơi và công tác phòng chống đuối nước, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho các em. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ khai mạc lớp phổ cập bơi miễn phí cho 500 trẻ em trên địa bàn huyện. Trong thời gian 6 tuần, các em sẽ được trang bị những kỹ năng cơ bản về bơi lội, cách nhận biết vùng nước nguy hiểm, phương pháp cứu người khi bị đuối nước. Phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, thời gian qua các cấp công đoàn trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cũng như bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn nuôi trồng thủy sản Minh Phú Lộc An có hơn 300 công nhân, trong đó có 286 người là công đoàn viên. Thời gian qua, công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích cho đoàn viên luôn được công đoàn và ban lãnh đạo công ty quan tâm thực hiện. Người lao động được hưởng nhiều chế độ phúc lợi theo quy định, được công ty đóng bảo hiểm đầy đủ, hỗ trợ nơi ở miễn phí. Ngoài ra, công ty còn thực hiện chế độ thưởng theo sản phẩm nhằm động viên khích lệ tinh thần làm việc cho người lao động tại công ty.
Chỗ ở thì rất là tốt đó chị. Ăn uống thì về bên kia nhà ăn đó, công ty cũng cho mình ăn uống tại chỗ. Công ty cũng có cho bảo hiểm y tế, chung là công ty cũng lo cho anh em mà vậy cũng đây cũng có cái động lực để làm được phục vụ cho công ty. Chỗ ăn chỗ ngủ cho mình thoải mái, về nếu về mức độ về công nhân như mình thì mình rất là thoải mái, phù hợp với công việc làm rồi sinh hoạt cũng rất là thoải mái. Cái vấn đề chăm sóc cho công nhân, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của công nhân cũng là một trong những cái tiêu chí công ty phải đáp ứng cho cái yêu cầu của nước ngoài, cho nên là đặc biệt là được công ty rất là quan tâm theo tiêu chuẩn vùng nuôi của quốc tế là AC BAB. Thì nó coi như đòi hỏi là cái vùng nuôi nó có 15 thẻ để mà đảm bảo xuất khẩu cho quốc tế. Trong đó có một cái thẻ rất là trọng yếu, đó là thẻ an sinh xã hội. Đời sống của công nhân là được chăm lo từ nơi ăn ở, rồi các cái phương tiện phục vụ, tạo điều kiện cho công nhân. Là doanh nghiệp 100% vốn Thái Lan với 288 lao động, Công ty Thủy sản Công nghệ cao Việt Nam chi nhánh 12 Vũng Tàu luôn quan tâm thực hiện các mục tiêu xây dựng môi trường làm việc năng động, hiệu quả. 100% cán bộ công nhân viên được ký hợp đồng lao động và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Hàng năm được khám sức khỏe định kỳ, tham gia tập huấn và trang bị các thiết bị dụng cụ an toàn lao động, bảo hộ lao động, được bố trí chỗ ở khang trang sạch sẽ, có phòng tập thể thao, được chăm lo 3 bữa ăn ca, đảm bảo cho người lao động có một sức khỏe và tinh thần làm việc tốt nhất. Hiện tại thì công ty có nhiều chính sách đối với các công nhân viên, và những chính sách tiêu biểu như là chính sách về lương thưởng, thì về chế độ lương thì sẽ trả đúng định kỳ, ấn định ngày, thì chỉ sớm đến đúng chứ không có trễ. Thấy là công ty và ban lãnh đạo đã quan tâm rất là có những chế độ rất là tốt đối với công nhân viên. Qua những cái chế độ phúc lợi như thế thì tôi thấy bản thân mình thấy rất là hài lòng đối với công ty và sẽ gắn bó lâu dài với công ty. Với chính sách phúc lợi của công ty, tôi nhận thấy công nhân viên rất hài lòng và có năng suất làm việc cao và có nguyện vọng gắn bó lâu dài cùng với công ty. Huyện Đất Đỏ hiện có 78 công đoàn cơ sở, trong đó có 17 trên 17 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Trong thời gian qua, cùng với việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ luôn chú trọng hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên người lao động. Hầu hết các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động huyện thực hiện đảm bảo đúng quy định các chế độ chính sách cho người lao động tại đơn vị, đặc biệt là chế độ về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động. Nhờ thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động, các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã và đang góp phần tích cực trong việc ổn định tư tưởng, giúp người lao động yên tâm làm việc, từ đó hết mình cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp địa phương. Thưa quý vị, Lộc An là địa phương có diện tích trồng nhãn xuồng lớn nhất huyện Đất Đỏ với gần 41 hectare, 37 hộ, chủ yếu là nhãn xuồng cơm vàng, nhãn xuồng bao công. Khoảng một tuần trở lại đây, nông dân trồng nhãn xuồng ở xã Lộc An đang bước vào thu hoạch chính vụ. Mùa nhãn năm nay do thời tiết thuận lợi, nhãn xuồng cho năng suất ổn định, khoảng 6-7 tấn một hecta. Tuy nhiên, giá nhãn thu mua tại vườn lại thấp hơn mọi năm, từ 10.000 đến 20.000 đồng một ký. Nhãn xuồng Lộc An, huyện Đất Đỏ, được nông dân trồng và cho thu hoạch chính vụ từ khoảng tháng 5 đến tháng 7 âm lịch hàng năm. Nhãn xuồng cơm vàng Lộc An có những ưu điểm vượt trội với cơm dày, hạt nhỏ, mùi thơm và vị ngọt thanh, nên được thị trường rất ưa chuộng. Từ một tuần trước, gia đình bà Trương Thị Bảy ở ấp An Điền, xã Lộc An bắt đầu thu hoạch nhãn. Nhờ áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ và áp dụng các biện pháp kỹ thuật và chăm sóc, vườn nhãn 2 hecta của bà Bảy dự kiến cho sản lượng khoảng 10 tấn. Do nhãn xuồng bán tại vườn chỉ khoảng 50.000 đồng một ký, thấp hơn mọi năm 20.000 đồng một ký, nên sau khi trừ chi phí, bà Bảy chỉ có lãi hơn 300 triệu đồng. Giá nhãn giờ tại vườn là 50.000. Thôi mà năm rẻ hơn, mỗi năm năm vừa rồi là 70.000, năm nay còn 50.000 là mắc hết 20.000 ký rồi. Mùa thì cũng trái nó cũng nhiều giống như năm rồi vậy đó. Chỉ có kinh tế khó khăn cái người ta ép mình thôi, không có bạn hàng đó. Vườn nhãn xuồng cơm vàng và nhãn bao công có diện tích 1,4 hecta của gia đình ông Phạm Tất Thái cũng ở ấp An Điền, xã Lộc An đang bắt đầu vào vụ thu hoạch. Do phần lớn diện tích nhãn mới trồng được 4 năm nên sản lượng thu hoạch chỉ khoảng 5 tấn.
cũng với giá nhãn khoảng 50.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, ông có lãi 100 triệu đồng. Năng suất của năm nay thì nó cao hơn năm ngoái một chút, tức là khoảng tăng được khoảng 10-15% do cái thời vụ của cái tương đối thuận lợi. Nhưng mà giá cả thì thấp hơn năm ngoái một chút. Nhãn của mình là nhãn mới, thành thử ra là cái năng suất nó thấp, nó chưa có bao nhiêu. Giả sử được 5 tấn này thì nếu trừ chi phí khoảng 100. Xã Lộc An hiện có gần 41 hectare nhãn xuồng, tập trung chủ yếu tại ấp An Điền. Bình quân mỗi năm cung ứng ra thị trường trên 200 tấn nhãn. Để tăng năng suất chất lượng nhãn xuồng Lộc An, ngành nông nghiệp huyện Đất Đỏ đã phối hợp tổ chức cho nông dân tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng phương pháp canh tác hữu cơ, đầu tư hệ thống tưới tự động, nên cây nhãn ra trái đạt năng suất chất lượng cao. Tháng 6 năm 2022, nhãn xuồng Lộc An đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh với 12 hộ tham gia trên diện tích 23 hectare do Hợp tác xã nhãn xuồng Lộc An phụ trách. Vụ nhãn này do giá nhãn thấp nên sau khi trừ chi phí, nông dân trồng nhãn thu lời từ 100 đến 200 triệu đồng mỗi hectare. Qua nắm tình hình tới thời điểm này, nhãn trên địa bàn Sóc An thì khu vực ấp Văn Điền thì nói chung là nó như mỗi năm, tức là nó không có bị bệnh hay là một cái gì hết. Rồi trái thì nó đạt hiệu quả như mỗi năm. Thì giờ chỉ có giá cả thì nó hơi thấp hơn. Xã Lộc An đang phối hợp triển khai các giải pháp hỗ trợ Hợp tác xã nhãn xuồng Lộc An về khoa học kỹ thuật, vốn nhằm nhân rộng diện tích trồng nhãn xuồng công nghệ cao cũng như mở rộng liên kết tiêu thụ nhãn sau thu hoạch, qua đó tránh tình trạng được mùa mất giá. Mười bảy gia đình đại diện cho 17 phường xã của thành phố Vũng Tàu đã tham gia ngày hội gia đình với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Các gia đình tham gia ngày hội tranh tài ở hai phần thi gia đình tài năng và game show Tâm đầu ý hợp, qua đó giới thiệu nét đặc trưng của gia đình địa phương mình. Ngày hội gia đình do Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu tổ chức đã góp phần phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam và thành phố Vũng Tàu. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu tặng giấy khen cho 17 gia đình, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn. Tiếp theo là những ghi nhận tại thị xã Phú Mỹ. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện mô hình cảm hóa giáo dục và tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn thị xã năm 2023. Trong năm nay, thị xã Phú Mỹ sẽ khảo sát lập danh sách người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn. Từ đó vận động nhân dân nâng cao ý thức, xóa bỏ kỳ thị đối với người chấp hành xong án tù trở về địa phương, tư vấn trợ giúp về tâm lý, pháp lý và định hướng đào tạo nghề, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn. Trước mắt, thị xã Phú Mỹ chọn phường Hắc Dịch để làm điểm, phấn đấu hàng năm tỷ lệ người chấp hành xong hình phạt tù về địa phương tái phạm dưới 5% trên toàn thị xã, riêng phường Hắc Dịch là dưới 3%. Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 ngày 1 tháng 8 năm 2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Qua 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09, Công an thị xã Phú Mỹ đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và các tổ chức thành viên, tổ chức 287 lượt tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho 13.940 lượt người, tổ chức 13 hội thi tìm hiểu pháp luật, treo 1.206 mét băng rôn, 131 pano, phát 92.000 tờ rơi và 663 bản tin tuyên truyền phương thức thủ đoạn và các biện pháp phòng chống tội phạm. Qua công tác tuyên truyền vận động, nhân dân thị xã Phú Mỹ đã bắt giữ 7 vụ, 13 đối tượng trộm cắp tài sản, tham gia hòa giải thành 46 vụ mâu thuẫn gia đình và tranh chấp đất đai, cung cấp 737 tin, trong đó có 558 tin có giá trị, giúp cơ quan công an làm rõ 202 vụ, bắt 216 đối tượng phạm tội. Ban Chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo đã tổ chức tiếp nhận 150 chiến sĩ nhập ngũ năm 2023, hoàn thành khóa huấn luyện chiến sĩ mới, biên chế về các đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các đối tượng được thực hiện đúng
đủ nội dung chương trình theo quy định. Trong đó, huấn luyện bộ đội thường trực đạt trên 99% quân số, dân quân tự vệ đạt gần 55%. 6 tháng cuối năm nay, Ban Chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình, bản tin thời sự tiếp theo.